quý vị, còn tiếp tục sẽ là phần thi của thí sinh Vũ Văn Quảng mã số 01 với bài hát nổi tiếng Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Và người sẽ song ca ca khúc này với chú Vũ Văn Quảng đó chính là nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô cùng mạnh mẽ của thí sinh Vũ Văn Quảng. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Và chúng tôi nhận thấy ở hàng ghế của ban giám khảo chuyên môn, nhạc sĩ Phú Quang tỏ ra rất thú vị với trường hợp này. Xin được kính mời nhạc sĩ Phú Quang có đôi lời nhận xét ạ. Anh Quảng ấy thì cái ưu điểm của anh thì đến lúc này là nó lại thành yếu điểm. Vì anh hát hay là tại vì ca sĩ Thanh Thúy trẻ quá cho nên là anh hát hơi run. Thế nhưng mà là anh lại cố gắng để tỏ ra là bình tĩnh. Thế thì từ cái run với lại cái cố gắng tỏ ra bình tĩnh là nó hơi chênh một tí. Và cái bài lúc nãy thì chưa có ca sĩ Thanh Thúy mà cũng hơi chênh rồi. Tức là anh thì tiếc cái là hôm trước anh hát rất tự nhiên và rất hồn nhiên thì rất hay. Thế nhưng hôm nay là anh chắc là trước một buổi quan trọng quá thành anh hơi run, thành ra là theo tôi thì là được. Yeah. Vâng. Xin được trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang. Và chúng ta hãy cùng bình chọn cho thí sinh Vũ Văn Quảng bằng cách soạn tin nhắn với nội dung là 01 gửi đến tổng đài 8534.